Thưa quý vị, thời điểm này, ngành điện đang huy động tất cả nhân lực và vật lực để cấp điện cho các sự kiện lớn của tỉnh. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới, diễn ra nhiều sự kiện chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Khi hai sự kiện lớn của tỉnh diễn ra song song, trách nhiệm của ngành điện cần phải đảm bảo cấp điện an toàn. Quảng Ngãi đang có nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, ngày 1 tháng 7 năm 1989, ngày 1 tháng 7 năm 2019. Ngay sau khi có kế hoạch số 75 ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và hội nghị xúc tiến đầu tư, Công ty Điện lực Quảng Ngãi phân công cho các điện lực thành phố lập phương án cấp điện riêng cho từng sự kiện trong chuỗi các hoạt động chào mừng. Các vị trí mà cần được ưu tiên cấp điện là tổ chức các hội chợ, triển lãm, núi ấn sông Trà, tổ chức triển lãm sinh vật cảnh, tổ chức hội thi chung kết người đẹp núi ấn sông Trà, và quan trọng nhất là để cấp điện phục vụ cho cái lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh cũng như hội nghị xúc tiến đầu tư vào tối 2 tháng 7 2019. Thì chúng tôi cũng đã giao cho điện lực thành phố tăng cường kiểm tra các hệ thống đường dây và trạm biến áp, kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn cũng như các chỗ nào quá tải thì thay thế ngay các thiết bị. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn một máy phát dự phòng 250 kVA để cùng với các nhân lực dự trực sự xử lý sự cố để kịp thời xử lý khi có hệ thống nguồn quốc gia bị sự cố. Vấn đề thứ tư, chúng tôi cũng đã làm việc với các đơn vị tổ chức sự kiện để hướng dẫn, hỗ trợ, đấu nối và xử lý cái đường dây sau công tơ của đơn vị này, đảm bảo cấp điện được tốt nhất. Hội chợ triển lãm núi ấn sông Trà là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tái lập tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 6 năm 2019. Điện lực thành phố tăng cường công nhân và làm việc với đơn vị sự kiện về phụ tải nguồn điện cho hội chợ. Các gian hàng trang trí đặc biệt với các điểm nhấn về các thành tựu của tỉnh trong 30 năm qua. Nguồn điện phụ tải khá lớn bởi nhiều gian hàng trưng bày. Điện lực thành phố đã thay máy biến áp, nâng công suất từ 75 kV-A của máy biến áp cũ lên thành 630 kV-A. Với công suất này mới đủ điện, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra triển lãm. Bên cạnh đó, lưới điện xung quanh hội chợ cũng được kiểm tra với các vị trí đấu nối, thay thế các thiết bị mới để hạn chế sự cố. Để chuẩn bị của cái lễ hội này nó quá ngắn, quá gấp rút, cho nên là công tác chuẩn bị là phải chuẩn bị rất là kỹ và lên phương án rất là kỹ và đảm bảo là khi mình lắp đặt cái thiết bị máy biến áp này lên để đảm bảo cấp điện cho hội chợ thì không ảnh hưởng tới mất điện các lưới điện trên khu vực thành phố Quảng Ngãi. Trong thời gian diễn ra lễ hội thì trong vòng 10 ngày từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 6 thì sẽ điện lực thành phố Quảng Ngãi sẽ bố trí 2 công nhân trực tiếp để trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và các dụng cụ an toàn để trực tiếp để kiểm tra và để đảm bảo cái trạm biến áp này vận hành an toàn. Và sau khi mà cái lễ hội kết thúc thì cũng sẽ để mình trả lại cái mặt bằng cơ bản cho cái trung tâm triển lãm. Những ngày này, công nhân ngành điện phải làm việc cật lực. Cùng thời điểm diễn ra các sự kiện chào mừng 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Ngãi cũng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong năm, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 sẽ diễn ra trên 31 điểm thi trong toàn tỉnh. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã sẵn sàng các nguồn điện phục vụ cho kỳ thi. Ưu tiên nhất là cấp điện cho những địa điểm tổ chức thực hiện in sao đề thi, 31 điểm thi và điểm chấm thi. Đến nay, các điện lực có điểm thi tại địa bàn đã xong công việc chuẩn bị, làm việc với các hội đồng thi, rà soát lại phụ tải và các điểm mất an toàn, kiểm tra đường dây sau công tơ để kịp thời sửa chữa, thay thế. Việc đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong suốt kỳ thi trên toàn tỉnh là nhiệm vụ hàng đầu của điện trong thời điểm này. Là chúng tôi đã giao cho các điện lực làm việc với các hội đồng thi tại các địa phương để có xác định cái trách nhiệm của mỗi bên. Và chúng tôi cũng đã làm việc với các địa phương để mượn một máy phát từ 5 đến 10 kW tại các hội đồng thi để kịp thời xử lý khi các tình huống mà các sự cố xảy ra. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng bố trí nhân lực, người trực tại các hội đồng thi
để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra nếu có. Tại các khu vực miền núi thì trong thời giai đoạn hiện nay thì tình hình thời tiết diễn biến rất là cực đoan, buổi chiều thường có dông lốc, do đó dẫn đến những nguy cơ sự cố rất cao. Chúng tôi đã tăng cường tập trung phát quang hành lang tuyến và kiểm tra xử lý các hệ thống tiếp địa, hệ thống chống sát không đảm bảo vận hành, và chúng tôi cũng yêu cầu các điện lực tập trung huy động mọi nguồn lực, vật tư phương tiện cũng như là các máy phát dự phòng để đảm bảo được cấp điện tốt nhất cho các khu vực mà miền núi như hải đảo. Sự chuẩn bị kế hoạch sớm đã giúp công ty điện lực Quảng Ngãi không bị động trong phương án cấp điện, vượt qua áp lực về phụ tải tăng cao do các sự kiện lớn diễn ra cùng thời điểm. Để có những phương án cấp điện tối ưu, công ty điện lực Quảng Ngãi căn cứ vào tình hình thời tiết và nhu cầu phụ tải của từng sự kiện. Nguồn điện từ thủy điện và điện mặt trời tại địa phương sẽ là nguồn cung ứng điện cho thời gian này. Còn lại, công ty sẽ huy động từ hệ thống điện quốc gia. Trong thời gian này, ưu tiên dừng tất cả các công tác trên lưới điện làm ảnh hưởng đến nguồn điện phục vụ cho các điểm ưu tiên cấp điện phục vụ sự kiện, kỳ thi. Trong các phương án cấp điện của mình, công ty điện lực Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và hạn chế tai nạn điện trong nhân dân. Công ty huy động ra quân xử lý các điểm nóng về vi phạm hành lang tuyến điện cao áp, tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả, phòng tránh tai nạn đáng tiếc cho người dân qua nhiều hình thức. Vấn đề hiện nay khó khăn là cái việc mà tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Cái này là cái nguy cơ mất an toàn rất là cao. Và trong thời gian chờ sửa chữa, cải tạo, đầu tư, thì chúng tôi cũng chỉ đạo các điện lực tập trung phát quang hành lang tuyến, sửa chữa các vị trí mất an toàn, nguy cơ mất an toàn để đảm bảo cấp điện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kiểm tra và khuyến nghị các người dân sử dụng điện sau công tơ, các trường hợp nào mất an toàn thì kịp thời khắc phục để nhằm ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra. Quảng Ngãi đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. Ngành điện luôn đảm bảo cấp điện ổn định cho sự kiện quan trọng của tỉnh, vừa là nhiệm vụ, vừa là sự đồng hành trên con đường đổi mới và phát triển của tỉnh. Quảng Ngãi đang diễn ra rất nhiều sự kiện, các hội chợ triển lãm thu hút rất đông người tham gia và đến tham quan. Do vậy, việc đảm bảo an toàn điện tại đây là cần phải được nâng cao để phòng tránh các sự cố và tai nạn điện, nhất là với các gian hàng tham gia trực tiếp tại hội chợ. Các đơn vị doanh nghiệp khi tham gia hội chợ triển lãm ngoài trời cần lưu ý sử dụng thiết bị điện phù hợp với nguồn điện tiêu chuẩn mà ban tổ chức cung cấp. Nếu có nhu cầu sử dụng điện có công suất cao hơn hoặc riêng biệt, cần báo với đơn vị tổ chức. Mọi công việc đấu nối vào nguồn điện phải do người có chuyên môn về điện thực hiện để đảm bảo an toàn. Không sử dụng loại ổ cắm có quá nhiều phít cắm, không đấu nối nhiều dây dẫn vào nguồn, tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng để tránh quá tải so với công suất quy định. Không sử dụng thiết bị ánh sáng phóng điện mạnh, các vật dụng dễ cháy trong gian hàng. Cần chú ý sử dụng thiết bị làm mát, vì sử dụng thiết bị làm mát trong một thời gian vận hành lâu dài, khả năng phát nóng sẽ rất cao. Từ những vị trí phát nóng này sinh ra việc cháy nổ lây lan gây hậu quả rất lớn. Khi có sự cố xảy ra, cần báo ngay cho ban tổ chức và trực vận hành của điện lực thành phố xử lý, không tự ý xử lý bởi dễ gây ra tai nạn điện hoặc sự cố cháy nổ. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện và khắc phục xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực sau đây được biết để tiện bố trí công việc. Ngày 23 tháng 6 năm 2019, từ 6h30 đến 9h30, tổ 17, phường Nghĩa Chánh và đường Trần Khánh Dư, thành phố Quảng Ngãi. Từ 7h đến 15h30, ga Bình Sơn, một phần thị trấn Châu Ổ, một phần xã Bình Long, huyện Bình Sơn. Bệnh viện huyện Sơn Tịnh, cụm làng nghề tỉnh Ấn Tây, một phần phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Riêng các trạm biến áp thị trấn Sơn Tịnh 14, Sơn Tịnh 16, khu dân cư 577, tỉnh Ấn Tây 5 mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 7h30 và 14h30. Từ 8h đến 10h, một phần xã Trà Phú, toàn bộ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng. Từ 14h đến 17h, trạm biến áp số 1 nhà máy nước khoáng Thạch Bích, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 25 tháng 6 năm 2019, từ 11h đến 13h, một phần thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, toàn bộ các xã Ba Trang, Ba Khâm, huyện Ba Tơ. Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến Trung tâm chăm sóc khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung,
điện thoại 1900 1909, phòng điều độ công ty điện lực Quảng Ngãi, điện thoại 0255 371 0635. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.